Đúng như đánh giá của Bộ Xây dựng, thời gian qua, tại Hà Nội đã có một loạt phản ánh về tình trạng giá bất động sản tăng cao phi lý, giá ảo, sốt ảo. Hành vi đầu cơ mua bán trao tay đang khiến thị trường bị nhiễu loạn cả về giá, về nguồn cung và loạn cả về tâm lý người mua nhà đất. Trả giá cao, tạo sốt ảo, kích sóng đất trong khu vực, rồi bỏ cọc. Sau vụ việc đấu giá đất tại Thủ Thiêm năm 2021, chiêu trò này lại xuất hiện trong các cuộc đấu giá đất ở Hà Nội gần đây. Tại Thanh Cao, Thanh Oai, nơi cách Hà Nội tới hơn 30 km, một thửa đất đấu giá được trả với số tiền hơn 103 triệu đồng một mét vuông, gấp 3 lần mức giá bình quân trong khu vực. 30 ngày sau, chỉ có 13 người đóng tiền đúng hạn, 55 trường hợp trúng đấu giá khác đồng loạt bỏ cọc sau khi đã kích sóng đất nền ven đô. Nó làm cho cái mặt bằng giá của bất động sản nó cao một cách giả tạo, thì nó hủy hoại nền kinh tế. Là vì sao? Là vì khi người ta cứ căn cứ vào cái giá bất động sản cao thì người ta sẽ lấy giá thuê mặt bằng làm thương mại cao, rồi mặt bằng sản xuất cao, rồi làm mặt bằng làm logistics cao. Thế rồi là nhà nước có định làm công trình gì cũng lại phải trả, lấy moi tiền từ ngân sách rất nhiều ra thì mới giải phóng được mặt bằng. Thế như vậy là nền kinh tế làm sao mà hoạt động được? Như vậy là rất là nguy hiểm và kiệt quệ đi. Giá bất động sản tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế, việc kích sóng rồi tạo sốt ảo còn gây nhiều hệ lụy tới đời sống xã hội. Mới đây nhất, thửa đất có diện tích 127 m² ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ được trả tới 69,8 triệu đồng một mét vuông qua đấu giá. Dù cao gấp 3 lần so với mặt bằng khu vực, nhưng sau đó nó vẫn được môi giới chào bán chênh cả 100 triệu đồng. Nghe thì vô lý, nhưng đây lại là hoàn toàn có chủ ý. Chiêu trò tạo sốt ảo nhằm lôi kéo sự chú ý để mọi người tự kích hoạt hội chứng tâm lý FOMO, sợ mất cơ hội mà những người xung quanh có được. Nhiều người đưa ra quyết định sai lầm, mua nhà đất với giá cao phi lý. Cái việc mà người dân để ý mua chung cư nó có cái số lượng đông hơn và người ta thấy rằng là cũng đã đến cái lúc cần phải mua rồi, mà lại có những cái tin đồn rằng là cái thị trường nó nóng lên, trong khi cái nhu cầu thì lớn mà cung thì ít, cho nên cái lượng chung cư vẫn cứ tăng giá rất là mạnh mẽ theo cái trào lưu mọi người muốn mua các cái sản phẩm. Người có nhu cầu thực không thể mua được nhà đất do giá cao phi lý. Nhiều người rút vốn vay tiền đầu tư vào bất động sản với giá cao. Những cơn sốt đất như những năm 2021-2022 có thể sẽ tái diễn. Bong bóng bất động sản ngày càng phình to vì giá nhà đất neo cao. Đầu cơ sẽ hưởng lợi khi đã kích sóng và thoát được hàng. Nhiều người sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ khi tiền chôn vào nhà đất mà không bán được. Nhất là đối với chung cư, phân khúc đang thu hút sự quan tâm nhất hiện nay. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia cho rằng, phân khúc nhà ở chung cư đang có dấu hiệu bong bóng. Nếu để giá phân khúc này tiếp tục vọt về phía trước, thì rất có khả năng vỡ bong bóng vào cuối năm nay, làm cho toàn bộ thị trường rơi vào tình trạng bi quan hơn. Chính chúng tôi cũng không ngờ rằng có những cái dự án của mình, ví dụ như là cái Tràng An, trước kia chúng tôi bán ra là 32 triệu. Bây giờ người ta ở là tính từ năm 2017 đến nay là 7-8 năm, mà người ta bán lại 60 triệu. Tôi nghĩ rằng là mặt giá hiện nay nó không thật, bởi vì cái giá này nó không phản ánh được đúng là cái giá trị sử dụng của căn hộ nhà như vậy. Có những cái căn nhà, ví dụ như chúng tôi tính, bởi vì cái chi phí mà để cho các nhà đầu tư làm rồi thì tất cả những các cái chi phí giá đất rồi thì cộng với lợi lãi, lợi nhuận vân vân, nó cũng không đến cái mức đó. Từ hiện tượng trả giá cao, tạo sốt ảo rồi bỏ cọc, đến chiêu trò tạo khan hiếm ảo, thổi giá chung cư nhà đất để ăn chênh đang gây nhiễu loạn thị trường. Bong bóng bất động sản đang hiện hữu khi cơn sốt đất ảo đang được thực hiện dưới bàn tay của giới đầu cơ và nếu bị vỡ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nền kinh tế. Nguy cơ này đã được cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia chỉ ra. Vấn đề cấp bách hiện nay là phải ban hành chính sách có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này. Đề xuất về đánh thuế bất động sản lúc này đang nhận được nhiều sự ủng hộ của các chuyên gia bởi theo nhiều người, đánh thuế bất động sản sẽ được nhiều hơn mất. Chính sách thuế hợp lý sẽ khiến người dân hạn chế hoặc không còn nhiều động lực đầu cơ, kiềm chế đà tăng giá nhà đất.
Bởi cùng với chi phí lãi vay và các chi phí cơ hội khác, việc sở hữu bất động sản đầu cơ trở nên rủi ro hơn, hạn chế việc mua đi bán lại bất động sản để ăn chênh lệch hay tạo cung cầu ảo để thổi giá bất động sản. Tình trạng bỏ hoang nhà đất sẽ dần không còn, người có nhu cầu thực sẽ thêm cơ hội tiếp cận nhà ở. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lưu ý sử dụng công cụ thuế cần một sự rõ ràng, minh bạch mà trước hết phải hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia. Trong khi chúng ta chưa có công cụ thuế đủ sức răn đe và làm lành mạnh thị trường bất động sản, thì việc cần làm lúc này là khẩn trương hoàn thiện chính sách và đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Hiện nay, các vi phạm liên quan đến kinh doanh bất động sản được quy định tại Nghị định số 139/2017-NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, Nghị định chưa chỉ rõ việc xử lý vấn đề thao túng gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Bộ luật hình sự cũng chưa quy định tội danh nào trực tiếp về hành vi thao túng thị trường bất động sản. Để xử lý hình sự với các hành vi sai phạm liên quan, thường phải viện dẫn sang các tội danh khác như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, v.v. Tuy nhiên, luật hình sự đã có quy định về tội thao túng thị trường chứng khoán, chỉ rõ các dấu hiệu của việc thao túng nhiễu loạn thị trường làm cơ sở cho việc xử lý trách nhiệm hình sự. Nhiều nhà quản lý và các chuyên gia cho rằng nội dung này cũng có thể bổ sung để áp dụng đối với hành vi thao túng gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Có chế tài đủ sức răn đe sẽ hạn chế vi phạm, ngăn chặn đầu cơ, giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đưa giá nhà đất về với đúng giá trị thực, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Theo Bộ Xây dựng, tính tới hết tháng 8 năm nay, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng hơn so với quý trước. Tuy nhiên, sự phát triển chưa thực sự bền vững, tiềm ẩn yếu tố rủi ro. Tình trạng một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản gây nhiễu loạn thông tin. Giá một căn nhà trong ngõ nhỏ cũng bị đẩy cao phi lý. Nội dung này sẽ mở đầu cho một số thông tin chúng tôi mới cập nhật. Theo tìm hiểu của phóng viên, để tìm kiếm một căn nhà khoảng 3-4 tỷ đồng ở nội thành Hà Nội là không dễ dàng. Với một căn nhà ngõ vừa phải, xe máy tránh nhau, công năng vừa đủ có diện tích từ 30m², 2-3 phòng ngủ. Nếu tính riêng giá đất đã là hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Cộng thêm chi phí xây dựng, giá giao dịch sẽ lên tới trên 4 tỷ đồng. Ở ven đô, giá đất cũng đang bị thổi lên rất cao. Tùy vào vị trí, nhưng các căn nhà dù trong ngõ đang được môi giới chào bán với mức giá cao phi lý, trung bình khoảng 70-80 triệu đồng một mét vuông. Dù năm học mới đã bắt đầu, nhưng nhiều tân sinh viên vẫn gặp khó khăn khi tìm kiếm phòng trọ phù hợp với điều kiện kinh tế. Đáng nói là có cả những sinh viên vẫn còn hạn hợp đồng thuê nhà, nhưng bị chủ trọ đột ngột tăng giá phòng. Không thể đáp ứng yêu cầu tăng giá phi lý, nhiều người đang phải loay hoay tìm nơi ở mới. Đây là một cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng để lừa đảo. Thủ đoạn thường gặp là lừa dẫn khách thuê đi xem phòng, sau đó bắt đặt cọc và chiếm đoạt số tiền từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng. Thưa quý vị, sự phục hồi của nền kinh tế đang khiến thị trường bán lẻ sôi động trở lại. Văn phòng cho thuê cũng đang phát triển mạnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Số liệu từ đơn vị nghiên cứu thị trường Savin cho thấy Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện thuộc top những thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhờ các yếu tố như nhân khẩu học, đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế và tầng lớp trung lưu đang phát triển. Đây là nguyên nhân thúc đẩy thị trường bán lẻ, khiến các dự án trung tâm thương mại quy mô lớn ở khu vực vùng ven đã mở cửa và thu hút lượng khách tiêu dùng đông đảo. Ngoài ra, thị trường văn phòng cũng có nhu cầu mạnh mẽ, thúc đẩy bởi nền kinh tế ổn định và các công ty đang mở rộng. Chuyên gia Savin đánh giá, giá thuê sẽ ổn định trong tương lai do nguồn cung mới và sự tập trung vào yếu tố bền vững. Thống kê mới nhất cho thấy thay bằng việc thuê đất rồi đầu tư cơ sở thì hiện nay nhà kho và xưởng xây sẵn, cơ sở hạ tầng hoàn thiện sẽ được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Việt Nam hiện có 33.000 ha khu công nghiệp cho thuê, tỷ lệ lấp đầy của loại bất động sản này hiện đạt 80% trên toàn quốc, với giá thuê trung bình khoảng 5,4 đô la Mỹ trên 1 m2 một tháng. Mặc dù khu vực phía Nam vẫn là trung tâm chính, nhưng miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh xung quanh Hà Nội như Bắc Giang và Hải Dương cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng. Có thể một cơn bão không thể lấy làm tiêu chí để đánh giá tất cả các chất lượng công trình, nhưng với hiện trạng của nhiều khu đô thị ngập nước, chung cư sập trần, bay kính,
thì bão Yagi cũng chính là phép thử hay lời nhắc nhở, cảnh tỉnh về việc đảm bảo chất lượng xây dựng cũng như sự đồng bộ trong việc quy hoạch và hoàn thiện hạ tầng ở các khu đô thị mới ở vùng đất trũng thấp. Bão số 3 đã đi qua nhưng hậu quả vẫn còn đang tiếp diễn và rất nặng nề. Trước mắt, ngoài sự kiểm tra rà soát của cơ quan chức năng, thì mỗi hộ dân, mỗi người dân cần thêm sự phối hợp và nâng cao ý thức của mình trong việc sửa chữa, di rời khỏi các công trình nguy hiểm vì an toàn của mình và gia đình. Những thông tin trên đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.